Xin chào cả nhà. Hôm nay tôi đi tham quan cái ruộng bắp ha. Thì quý vị cũng thấy ha. Thì đây là một cái ruộng bắp. Hôm nay là ngày 17 tháng 7 năm 2019. Thì quý vị cũng đã biết gần đây cái dịch hại mà sâu keo mùa thu rất là đáng lo ngại, và Cục Bảo vệ thực vật đã ra những công văn khẩn để phòng trừ cái đối tượng này. Thì chúng tôi là cái công ty Goldfield, cũng đang có nghiên cứu một số cái giải pháp để phòng trừ hữu hiệu con sâu keo mùa thu, và hôm nay tôi đi review lại. Thì gì chắc biết rồi ha, đây cái đợt này là dấu hiệu gì ạ của con sâu keo mùa thu nó gây hại ha. Đây, những cái này là biểu hiện của cái sâu keo mùa thu không ạ, nhưng mà đây là những cái số tình huống là cá biệt thôi trên cái bắp thôi. Thì cách đây khoảng 5 ngày cũng có một đợt rất là dữ, nhưng mà bà con nông dân cũng như chúng tôi đã đưa ra những cái giải pháp phòng trừ nó hữu hiệu đấy ha. Đây là cái vết nó không ạ, à? Vết đục của sâu keo mùa thu, và trên tay tôi, rồi rớt luôn rồi. Tôi sẽ bắt cho quý vị coi một con sâu keo mùa thu. Đây, quý vị có thể thấy vẫn còn đâu đó một vài cái con sâu đang gây hại ngay lên đỉnh sinh trưởng của cây bắp như thế này ha. Và tôi sẽ bắt lên, này quý vị ha, trên tay tôi đây là anh chàng sâu keo mùa thu. Và như vậy làm thế nào để phòng trừ mà tương đối hữu hiệu như này, một cánh đồng bạc ngàn như này và cái hệ thống tưới phun tự động như thế này, thì làm sao để cho phòng trừ hiệu quả, thì đó là một cái ẩn số. Và chúng tôi sẽ một hồi sẽ cung cấp cho quý vị một số hình ảnh nữa là về cái con sâu keo sau khi đã trúng thuốc, đã chết dính xác ở trên cái đọt ha. Quý vị hãy quan tâm ha. Và đây nhìn kỹ lại quý vị là có một đợt sâu keo, nhưng mà chúng tôi và bà con nông dân ở đây đã có giải pháp rất là hữu hiệu, và chỉ còn sơ sót ở đâu đó một vài cái cây, chỉ một vài cây thôi. Như thế này có dấu hiệu là con bị gây hại như thế này, và đây cũng là một dấu hiệu mà đã chết rồi ha, sâu đã chết rồi ha, không gây hại nữa, chứ nếu không là nó đã tàn lụi đâu quý vị à. Đây rồi, xin mời quý vị sẽ coi lại là cái hình ảnh con sâu keo mùa thu sau khi trúng thuốc chết.